hiền linh, lễ của ánh sáng. Anh chị em thân mến, trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, con Thiên Chúa không những chỉ xuống thế làm người trên mặt đất này, mà còn để cho con người nhìn thấy nữa. Người không chỉ có sinh ra, nhưng còn để con người biết đến và thở lại. Đây là sự thật nhãn tiền được biểu lộ trong ngày lễ Chúa Hiền Linh. Ngày Chúa tỏ mình ra cách rõ nhất mà hôm nay chúng ta mừng kính. Hôm nay, các đạo sĩ từ phương Đông đến tìm. Họ tìm ai? Tìm sự lóe rạng mặt trời đức nghĩa như Malachi đã loan báo tìm đấng mà chúng ta đọc thấy trong sách Zakaria nay có một người hiệu là chồi lọc ai tìm thì sẽ thấy họ mỏi công đi tìm theo sự hướng dẫn của ngôi sao lạc, và họ đã thấy họ đến thờ lạy chúa hải nhi mới sinh bởi đức trinh nữ Maria Do lòng nhân hậu, Chúa tự tỏ mình ra cho những người đi tìm kiếm. Như thánh Phaolô viết, Đấng cứu thoát ta đã hiển linh không phải do tự các việc ta làm trong đảng công chính, nhưng là chiếu theo lòng thương xót của người. Xin hỏi các đạo sĩ các ngài đang làm gì? Hỏi các đạo sĩ, các ngài làm chi vậy? Các ngài thờ này một trẻ thơ măng sữa mới sinh, nơi xóm nhỏ, đơn nghèo ư. Các ngài tin rằng trẻ thơ ấy là thiên chúa sao? Nhưng thiên chúa ở trong thánh tiện của người, ngai của người đặt ở trên cao. Còn các ngài, các ngài tìm Chúa nơi hang bỏ lửa đang nằm trong vòng tay mẹ ấm sao? Các ngài làm chi vậy? Tại sao các ngài lại dâng vàng? Trẻ thơ này là vua ư? Nhưng đâu là cung điện cũng như ngai vàng của nhà vua và đâu là quần thần của nhà vua? Chuồng bò là cung điện, của vua sao? Làm sao những người thông thái không thở lại hải nhi? Họ đã bị điên rổ hết rồi sao? Phải chăng họ coi thường sự non nớt và cái nghèo của trẻ thơ? Để nên người thông thái, các đạo sĩ đã trở nên điên rổ. Thánh thần đã dạy bảo họ trước. Vì chưng một khi thế gian đứng trước sự khôn ngoan của thiên chúa đã không lợi dụng khoa học hay cái khoa khôn ngoan mà nhìn biết thiên chúa thì thiên chúa đã quyết ý dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu những kẻ tin vì vậy họ đã quỳ gối xuống sụp lạy hài nhi nghèo này thờ kính như một vị vua vị thần một ngôi sao hướng dẫn họ bên ngoài đã chiếu tỏa nơi họ ánh sáng huyền nhiệm của những vì sao chúa là ánh sáng thưa anh chị em lễ hiển linh là màu nhiệm ánh sáng ánh sáng được diễn tả qua biểu tượng ngôi sao hướng dẫn cuộc hành trình của các nhà đạo sĩ Chúa Kitô là ánh sáng đích thật, là mặt trời mọc lên từ trên cao, chiếu tỏa trần gian và lan ra theo những vòng tròn đồng tâm. Trước hết, trên Đức Maria và Thánh Giuse được chiếu sáng bởi sự hiện diện thần linh của hài nhi Giêsu. Kế đến là các mục đồng tại Bethlehem. Khi được thiên sứ báo tin, các ngài đã mau mắn chạy đến hang đá và gặp thấy nơi đó dấu chỉ đã được báo trước cho họ. Một con trẻ được bọc trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ. Cùng với các mục đồng, Đức Maria, Thánh Giuse đại diện cho những nhóm nhỏ còn lại của dân Israel. Những người nghèo, những kẻ đã được loan báo tin mừng. Ánh sáng của Chúa Kitô cuối cùng đã chiếu tỏa trên các đạo sĩ. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng và họ đã quỳ gối xuống sụp lại người trong khi đó cả nhà vua cùng các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân còn nằm trong bóng đêm nơi mà đức tin về đấng thiên sai sinh ra được thông báo một cách nghịch lý cho họ biết qua các vị đạo sĩ và khơi dậy không phải niềm vui mừng nhưng sự lo sợ và những phản ứng thù nghịch ý định của thiên chúa quá thật là nhiệm bảo sự sáng đã đến trong thế gian mà người ta đã yêu mến tối tăm hơn sự sáng vì việc họ làm đều xấu cả nhưng thử hỏi ánh sáng đó là gì vậy nó chỉ là một biểu tượng gợi ý hay có một thực tại thật được nói lên qua hình ảnh này thánh doan viết thiên chúa là sự sáng tối tăm không hề có nơi người và ngày thêm thiên chúa là tình yêu hai lời quả quyết trên giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng ánh sáng bừng lên trong đêm giáng sinh là tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi muôn dân và là vinh quang của Israel dân Chúa. Được Thiên Chúa linh ứng, cụ Simeon đã thốt lên như thế: Ánh cha sáng chiếu soi các dân tộc, ánh sáng của lễ hiển linh phát xuất từ vinh quang của Israel dân chúa. Vinh quang của đấng thiên sai mà theo kinh thánh đã giáng sinh tại Bethlehem thành của vua David. Giáo hội là ánh sáng. Thưa anh chị em, trong khung cảnh phụng vụ của lễ hiển linh cũng được biểu lộ mầu nhiệm giáo hội và chiều kích truyền giáo của chúng ta. Giáo hội được mời gọi chiếu sáng trong thế giới ánh sáng của Chúa Kitô. Vừa phản chiếu ánh sáng đó nơi chính mình nữa. Như mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Trong giáo hội đã được hoàn tất những lời tiên tri xưa nói về thành thánh Jerusalem hãy trỗi dậy hãy mặc lấy ánh sáng bởi vì ánh sáng của ngươi ngự đến các dân tộc sẽ bước theo ánh sáng của ngươi các vua chúa sẽ đi theo vinh quang của nguồn sáng ngươi là người khi tôi hiểu sẽ phải thực hiện điều này. Sau khi đã được Chúa huấn luyện sống theo các mối phúc, nhờ qua chứng tá của tình thương, phải lôi cuốn mọi người đến cùng Thiên Chúa. Như thế, phải chiếu tỏa ánh sáng của chúng con trước mọi người, ngõ hầu nhờ ánh sáng ấy họ thấy những việc tốt đẹp chúng con làm mà ngợi khen cha chúng con ở trên trời